Người mẹ khóc ròng khi nghe tin con gái có thai ở tuổi đi học. Khi tương lai của con đang rộng mở, khi cha mẹ tưởng con vẫn là một cô bé vô tư, thì một ngày nọ, bỗng nhiên con báo một tin chấn động, con đã có thai. Đây là điều mà không ít gia đình hiện đại gặp phải. Và họ đã làm gì khi đứng trước tình cảnh này? Chúng ta cùng xem câu trả lời qua một số câu chuyện có thật nhé. Mới năm ngoái, nó bảo tôi sinh thêm em, năm nay nó đã sinh con. Thu Trúc là sinh viên năm nhất, một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Cô bé đã đến tuổi trưởng thành, nên chuyện có bạn trai cũng là điều dễ hiểu. Điều khiến mẹ cô không thể ngờ là vào kỳ nghỉ hè, cô thông báo cho mẹ biết rằng mình đã mang thai 4 tháng với một bạn trai cùng lớp. Mẹ của Trúc nghe tin như sét đánh bên tai, vì chị rất kỳ vọng vào cô con gái xinh đẹp, giỏi giang của mình. Chị luôn cho rằng chỉ còn vài năm nữa Trúc sẽ ra trường và có việc làm ổn định cuộc sống, chị sẽ có thể yên tâm và đỡ vất vả. Cái tin con gái có bầu khiến chị sốc đến mức khóc suốt, bỏ ăn 3 ngày liền. Thậm chí khi nhà trai đến nói chuyện, chị cũng không có tâm trạng nào để tiếp đón họ. Với vợ chồng chị, thông báo đám cưới của con là một cuộc đấu tranh tâm lý. Tôi khủng hoảng, xấu hổ đến mức không dám mang thiệp đi mời, chị nói. Sau 2 tuần, chị dần lấy lại cân bằng, trong lòng cảm thấy thương con gái đang có thai 4 tháng mà không có ai cận kề chăm sóc, lại phải sống trong tâm trạng lo lắng hoang mang. Chị đến nơi con đang ở trọ, cùng con đến trường xin bảo lưu kết quả, rồi đưa con về chuẩn bị đám cưới. Không như những cô dâu khác có nhiều thời gian dành cho bữa tiệc trăm năm của mình, con gái chị đành phải qua một hôn lễ khá đơn giản bởi vì chú rể chưa đến tuổi kết hôn. Khi đi đưa thiệp mời, vợ chồng chị cố tỏ ra tự nhiên nhưng trong lòng không khỏi ngại ngùng vì người thân, bạn bè hầu như đều biết chuyện cô bé Thu Trúc vừa vào đại học chưa lâu. Phía nhà thông gia cũng dở khóc dở cười không kém. Mẹ chú rể từng tâm sự với mẹ cô dâu rằng mới năm ngoái, nó còn khuyên tôi đẻ thêm em cho đỡ buồn. Tôi bảo già rồi, không chăm được, thì năm nay nó đẻ cháu cho bồng. Làm mẹ đơn thân ở tuổi 15. HLA là một cô bé 15 tuổi sống tại thành phố Biên Hòa. Bố mẹ A đã ly hôn từ lâu. A sống cùng với bố, còn mẹ A đi thêm bước nữa. Vì không có điện thoại, mẹ A không thường xuyên liên lạc với con, chỉ thỉnh thoảng tranh thủ thời gian ghé thăm con gái. Hôm ấy, bà lại tới thăm con, bỗng thấy cô bé có những biểu hiện khác thường nên đã dẫn con đi khám. Khi nhận tin từ bác sĩ rằng A đã có thai đến tuần thứ 28, mẹ A bật khóc. Khi đưa con đi khám, bác sĩ nói thai đã 28 tuần rồi. Tôi thật sự không thể ngờ, chỉ biết ôm con khóc. Lỗi một phần cũng do tôi, bà T, mẹ A nghẹn ngào nói. A kể, cha của con gái mình là một người đàn ông cô bé quen trên mạng 4 tháng trước. Anh ta hơn A 16 tuổi. Sau những lần nói chuyện qua lại, hai người hẹn gặp nhau tại nhà của A. Và kết quả của những lần gặp gỡ đó là cái thai trong bụng cô bé 15 tuổi. Vậy là trong khi bạn bè đang cấp sách đến trường, thì A phải nghỉ học giữa chừng để ổn định tâm lý, sức khỏe để sinh con. Người bạn trai của A khi hay tin cô bé có thai đã cắt đứt mọi liên lạc với cô. Đối diện với thực tại, cô bé A cảm thấy cực kỳ bế tắc, phần vì bạn trai đã biến mất, phần vì không biết làm gì để nuôi con. Cô bé đành vào viện sinh con mà không có cha đứa trẻ ở bên cạnh. Những ngày mới sinh, A vừa phải phục hồi vết mổ, lại phải điều trị thêm cả căn bệnh lây từ bạn trai. Rất may mắn, mẹ của A đã ở bên chăm sóc cháu ngoại và động viên con gái, nên cô bé cũng không đến nỗi rơi vào tuyệt vọng. Bà giúp con cho cháu uống sữa, thay tã, nên A cũng có thêm thời gian nghỉ ngơi. Lau giọt nước mắt trên má, bà T bộc bạch, giờ tôi chỉ biết động viên, an ủi để giúp cháu ổn định sức khỏe, vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trước mắt, tôi sẽ đưa hai mẹ con cháu về bên gia đình tôi ở để chăm sóc, sau đó sẽ lên trường xin bảo lưu kết quả học tập cho cháu. Chờ đến khi cháu thật sự ổn định, sẽ cho cháu tiếp tục ở lại trường. Người nổi tiếng cũng không ngoại lệ. Những tưởng người nổi tiếng thì có đủ điều kiện kinh tế và đủ sự trải nghiệm để đối diện với tình huống mang thai ngoài ý muốn, cũng như đủ bản lĩnh để nuôi nấng đứa trẻ nên người. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Làng nhạc Việt có một nữ ca sĩ nổi tiếng khi còn rất trẻ. Năm 18 tuổi, cô yêu một bầu show và được anh nâng đỡ rất nhiều trong sự nghiệp. Đến 20 tuổi, cô có thai với anh khi sự nghiệp đang rộng mở. Làm trong ngành giải trí vào thời điểm đó, khi có thai thì không thể đi show như trước, đồng nghĩa với việc không còn thu nhập.
cha mẹ không trách đứa con dại dột đã hết lòng chăm sóc cho cô chờ ngày cháu ngoại ra đời. Tuy nhiên, lúc ấy cả hai người con đều đang có thai, cha thì bệnh tật nên mọi gánh nặng trút cả lên vai người mẹ của cô ca sĩ trẻ. Bà chạy đôn, chạy đáo chăm chồng, chăm con rồi chăm cháu. Gia đình cô rơi vào túng thiếu, cô ca sĩ chỉ còn biết cách cố gắng nhận các show nhỏ để tích góp chút tiền chờ ngày sinh nở. Người yêu của cô gái đúng lúc ấy cũng gần như phá sản, anh thất bại trong mấy show liên tiếp, lại thêm cú sốc mất đi người thân nên tâm trạng anh sa sút hay cáu gắt, không chia sẻ được gánh nặng với cô chút nào, thậm chí không thể ở bên động viên tinh thần cho cô khi cô sinh con trong đau đớn hay những khi con bệnh. Không thể dựa vào anh lúc cần nương tựa cả về vật chất lẫn tinh thần, cô ca sĩ đã quyết định chia tay với cha đứa trẻ rồi một mình nuôi con trưởng thành. Hiện giờ cuộc sống của gia đình cô đã rất tốt, nhưng những ký ức đau buồn ngày nào vẫn đôi lúc hiện lên trong tâm trí. Chắc hẳn khán giả còn nhớ câu chuyện này, đây chính là hành trình làm mẹ đơn thân của ca sĩ Hiền Thục. Đột ngột mang thai khi chưa kết hôn, cả cô và người yêu đều chưa có sự chuẩn bị đầy đủ về tâm lý cũng như tài chính, chưa sẵn sàng để làm cha mẹ, cũng chưa học được cách làm tốt vai trò người vợ, người chồng trong gia đình. Cho nên cả hai bên đều rơi vào khủng hoảng khi đứa trẻ ra đời. Một câu chuyện khác rất đình đám khoảng 3 năm nay, đó là câu chuyện một nam ca sĩ nổi tiếng bỏ rơi bạn gái khi cô có thai và chỉ chu cấp cho con 5 triệu đồng một tháng khi đứa trẻ ra đời, mặc dù anh này được đánh giá là có mức thu nhập khủng vào thời điểm đó. Cô gái 21 tuổi khi thông báo tin có bầu cho bạn trai, thấy phản ứng bất thường của nam ca sĩ, cô đã tự hiểu rằng đứa bé là con của riêng mình. Cô cố gắng đi làm trong thời gian bụng chưa lớn và bán hàng online khi bụng bầu đã nổi rõ. Cô cũng đã suy nghĩ rất lâu để tìm cách báo tin cho mẹ mình sao cho bà không bị sốc. Rất may mắn, mẹ cô cuối cùng đã hiểu và ở bên động viên làm chỗ dựa tinh thần cho con gái. Cô cũng không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ nên tự đi khám thai, tự chăm sóc sức khỏe và cố gắng dành dụm để lo cho em bé đầy đủ. Bây giờ em bé đã được 3 tuổi, rất đáng yêu và có khuôn mặt giống cha. Cha bé vẫn đang làm ca sĩ, nhưng có lẽ anh là một trong số những người có nhiều anti-fan nhất Việt Nam. Bởi dù cho có biện minh thế nào, thì việc bỏ rơi bạn gái khi cô đang mang trong bụng đứa con của mình là hành vi không ai có thể chấp nhận được. Nếu con mang thai, đâu là giải pháp tốt nhất? Những người cha, người mẹ có con gái chưa kết hôn mà đã có thai chắc hẳn đều cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng dù tình huống ra sao, cha của đứa bé có sẵn sàng chịu trách nhiệm hay không, thì điều đầu tiên cần phải khẳng định rằng không thể phá thai. Cho dù sinh mệnh ấy mới chỉ được có mấy ngày tuổi, thì cũng đã là một sinh mệnh có sự sống rồi. Có người kể rằng, họ nhìn thấy bên ngoài các cơ sở phá thai có những linh hồn trẻ em vất vưởng, có những em bé còn chưa thành hình hoặc không đủ chân tay vô cùng đáng thương. Trong tôn giáo, phá thai chính là sát sinh, không có vị thần nào, vị chúa nào hay vị Phật nào chấp nhận điều đó. Sự trừng phạt đối với tội ác này rất to lớn. Nhìn từ một góc độ khác, ông bà ta thường nói rằng em bé có phước đức của riêng mình, nên việc nuôi bé trưởng thành chưa hẳn là đã khó khăn như cha mẹ nghĩ. Sinh mệnh của một người là vô cùng trân quý, cho nên nếu con gái thông báo rằng mình đã có thai, thì dù sốc đến mấy, cha mẹ cũng cần ổn định tâm lý để làm chỗ dựa tinh thần cho con và chuẩn bị các kiến thức cũng như kỹ năng làm mẹ cho con gái mình. Và phòng ngừa luôn tốt hơn là đi giải quyết hậu quả. Cho nên việc giáo dục giới tính cho các em là rất quan trọng. Hiện nay, nhiều nơi áp dụng các chương trình giáo dục giới tính từ nhỏ cho trẻ, dạy trẻ về kiến thức sinh sản, thậm chí cách phòng tránh thai, cùng với những hình ảnh minh họa chi tiết, nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi cho rằng cách dạy này không khác gì vẽ đường cho hươu chạy. Quay về thời quá khứ, cha ông ta thường áp dụng những phương pháp dạy con rất nghiêm khắc và tốn nhiều thời gian, nhưng cũng rất hiệu quả. Như dạy con trai thành người quân tử, biết cách tôn trọng phụ nữ và giữ lễ với người khác giới, để con trai nuôi dưỡng sự chính trực và nghiêm túc ngay từ nhỏ. Hay dạy con gái cách làm một thục nữ hiền huệ, giữ khoảng cách với nam giới, không ngồi cạnh hoặc dùng chung đồ vật với các bạn trai từ khi ở tuổi mẫu giáo. Biết trân trọng bản thân mình, từ đó không hành xử tùy tiện. Như vậy, các cháu sẽ có ý thức không quá thân mật với người khác giới. Trong cuộc sống sau này, các cháu sẽ có thể tránh được sai lầm. Thời hiện đại rất nhiều cám dỗ, nên việc giáo dục giới tính sẽ càng gặp nhiều khó khăn.
gia đình luôn là bờ bến để con quay trở về khi gặp sóng gió trong cuộc đời. Ngược lại, nếu con có được nền tảng giáo dục thật tốt ngay từ đầu ở trong gia đình thì con sẽ tránh được nhiều khó nạn về sau. Thế nên vai trò của cha mẹ đối với con cái là vô cùng to lớn và không gì thay thế được. Nếu như một ngày nào đó phải nghe con báo một tin gây sốc, mong rằng cha mẹ sẽ dành tình yêu thương và bao dung lớn nhất cho con, giúp con đưa ra lựa chọn đúng đắn cho tương lai của mình.